cái quần thể kiến trúc Huế thì nó vô cùng rộng lớn, nó gần như là cái sự thể hiện đầy đủ toàn diện của một cái kinh đô của thời quân chủ. Nó bao gồm cả hệ thống cung điện, thành quách, lăng tẩm, đàn miếu, chùa, quán, vân vân, gần như đầy đủ diện mạo mà có lẽ không nơi nào ở Việt Nam còn có thể bảo tồn được như vậy. Có lẽ không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á hay là cả khu vực châu Á cũng rất hiếm có một cái quốc gia nào mà còn một cái di sản với cái diện mạo đầy đủ giống như Huế. Cái di sản này thì không chỉ đóng tầm trong ở Việt Nam nữa mà ở trên bình diện thế giới, nó đã được thế giới công nhận, đã được tổ chức uy tín nhất của thế giới lúc đó công nhận là trở thành cái di sản thế giới. Và nó cũng đặt ra nhiệm vụ rất lớn đối với chúng ta là cần phải giữ gìn, bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản đó như thế nào. Đó là điều hết sức quan trọng. Thì có thể nói là cùng với cái niềm hạnh phúc đó là một cái ý thức nữa là về cái trách nhiệm hết sức lớn lao. Và chúng ta sẽ giữ gìn cái di sản thế này như thế nào, không chỉ cho cố đô Huế mà cho Việt Nam và còn cho cả nhân loại.